Các em học sinh trường Nguyễn Sinh Sắc thân mến, tiếp theo thầy hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em học bài Đây Thôn Vĩ Dạ tiết 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu khẩu thơ thứ 2, thứ 3 và phần kết bài tổng kết. Như vậy thì khẩu 2 mình bắt đầu bằng cái hình ảnh thơ là gió theo với gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hình ảnh mà đáng lưu ý ở đây là cái bức tranh phong cảnh nó đã chuyển hướng không, từ cái buổi sáng ban mai ở khẩu 1 bây giờ đó chuyển sang cái khẩu 2, nó rất là lạ rồi. Hình ảnh thiên nhiên không phải là buổi trưa, thay vì phải chuyển từ sáng thì buổi ban mai thì tới trưa mới tới chiều mới tới tối, nhưng mà ở đây thì lại chuyển đột ngột từ ban mai sang là buổi chiều hoàng hôn và đêm trăng. Tại sao lại là như vậy, và đặc biệt là hình ảnh gió mây không đi theo cùng một đường, hình ảnh buồn dòng nước thì buồn, hình ảnh sông trăng thì ngay, tất cả những hình ảnh này thì gợi tâm trạng gì của nhà thơ, đặc biệt là cái câu cuối có chở trăng về kịp tối nay. Tại sao lại chở về kịp, chở trăng về kịp này rất là lạ. Như vậy thì từ những cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ bắt đầu lại với cái câu đầu, đó là gió theo lối gió, mây đường mây. Như vậy thì mình thấy có một cái sự đứt đoạn về mặt bố cục của bài thơ, thấy không? Cái thứ nhất là sự đứt đoạn về bố cục, đứt đoạn về cách miêu tả cảnh, từ cái cảnh ban mai chuyển đột ngột sang cái buổi hoàng hôn và đêm trăng, nó làm cho cái bài thơ là nếu mà cảm nhận về cảnh thì nó lại không có logic, nhưng nếu mà về tâm trạng thì chúng ta thấy đó là logic, bởi vì cảnh ở đây là trong tâm hồn tâm tưởng nhà thơ, chứ không phải là cảnh, là cái cảnh thật mà nhà thơ đến, nhà thơ đứng trước cảnh. Như vậy thì nó thể hiện một cái tâm trạng là ao ước của nhà thơ trở về lại thôn vĩ, giống như là cái câu mở đầu vậy thôi, đó là sao anh không về trên thôn vĩ, phải không? Và đặc biệt là nó chuyển cái cảnh là dòng nước buồn thiêu ở hai câu đầu nổi bật lên. Thứ nhất đó là hình ảnh gió và mây, hình ảnh thiên nhiên trái thường và nó khác thường, bởi vì thường đó gió, cái ca dao nói là gió với mây thì gió với mây hay là với trăng thì thường đi đôi với nhau, phải không? Nhưng mà ở đây thì gió theo lối gió, mây đường mây, thay vì gió đưa trăng thì trăng đưa gió, trăng lặn rồi gió biết đưa ai, như trong ca dao nó đi cùng chiều cùng hướng cùng đường, cùng đi có đôi có cặp. Tuy nhiên ở đây gió và mây thì lại không đi cùng một hướng, gió đi theo đường gió, mây thì đi theo đường mây, hay gì chứ không phải là gió hỏi mây bay, không phải như vậy, thấy không? Mà là không cùng một hướng. Như vậy thì nó gợi một cái sự chia lìa, sự mất mát, cái hình ảnh thơ nó đối lập với nhau, tương phản đối lập, giống như là thuyền về nước lại sầu trong nhã, trong cái bài Thành Ca vừa rồi. Gợi một cái nỗi đau về sự chia lìa, sự xa cách, sự mất mát, sự cô đơn. Rồi tiếp theo là hình ảnh dòng nước buồn thiêu hoa bốc lai. Dòng nước thì chúng ta cũng biết là cái dòng sông Hương, trong cái ai đã đặt tên cho dòng sông thì văn Quang Phủ Ngọc Tường biết là sông Hương chảy rất là chậm, chậm như là cái điệu nhạc slow, chứ dòng sông này nó không có chảy nhanh. Thế thì chính vì cái độ chảy chậm đó nên là nó tạo ra một cái nỗi buồn, mà đặc biệt đó là buồn thiêu thiểu, nó buồn cô đơn, một cái dòng sông Hương êm ả trôi buồn thiêu,
Nó buồn thiêu bởi vì ít mây, ít gió, vì mây và gió không cùng một hướng. Rồi, tiếp theo là cái hình ảnh, hình ảnh là trăng, nhưng mà chưa mang hẳn qua cái hình ảnh trăng. Nó thiên về cái chỗ buồn thiêu này. Nhà thơ Đức Khê, trong cái nhóm trường thơ đỏ ở Bình Định cũng có một cái hình ảnh nói về cái hình ảnh dòng nước buồn thiêu, hình ảnh cái bắp, có hoa bắp, mà cái câu sau này là hoa bắp ngô đó mà Hàn Ngọc Tử nói đến đây, đó là hoa bắp lay, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lay. Hoa bắp lay, lay là chỉ khẽ nhẹ thôi. Cái nghệ thuật thơ là lấy cái tĩnh, lấy cái động để mà tả đi cái tĩnh, cái lay động nhỏ. Nhà thơ Đức Khê thì biết là lá ngô lay ở bờ sông vẫn gió mà người thì không thấy về. Lá ngô lay ở bờ sông vẫn gió, người không thấy về, thì cũng là cái hình ảnh cái ngô đầu nó buồn, buồn gì trong cái sự xa cách, chứ không phải như là cái hình ảnh là trong cái nhạc của Tràng Tiến, dưới bóng cây ngô đồng mà có con người rừng trăng, có hai người hôn nhau, không phải như vậy. Dưới bóng cây ngô đồng thì những cái đôi trai gái làng quê tình tự, thể hiện cái niềm vui gặp gỡ. Nhưng mà ở đây thì cái hình ảnh hoa bóc bên bờ sông này gợi một cái nỗi buồn xa vắng, nỗi buồn xa cách. Có vẻ như là cái dòng nước buồn này nè, nó truyền, nó lây lan làm cho cái cây hoa bắp ở bên bờ cũng buồn theo, nó lai khẽ nó. Cho nên là hình ảnh hoa bắp lay, chúng ta cần nhớ đó là hoa bắp tiếng nhạc bên bờ. Hoa bắp tiếng nhạc bên bờ cũng chỉ đu đưa nhẹ thôi, lai động khe khẽ thôi, và cũng là một cái nỗi buồn. Như vậy thì hình ảnh dòng nước buồn thiêu, hình ảnh hoa bắp lay là hình ảnh nhân hóa. Nhân hóa tạo một cái cảnh đẹp, yên ả nhưng mà buồn, điêu khắc. Và cái nỗi buồn điêu khắc cô đơn này cũng chính là cái nỗi buồn của Hàn Ngọc Tử. Và trong ca dao thì cũng có cái hình ảnh là cái từ gió lay này. Ai về dầu là trồng dứa qua chuông, gió lay cũng sậy bỏ buồn cho em. Ai về trồng dứa qua chuông, gió lay bóng sậy bỏ buồn cho em. Câu này cũng có cái gì bạn là ai về dòng dứa qua chuông, gió lay bóng sậy bỏ buồn cho em. Như vậy thì ở đây tác giả không sử dụng cái hình ảnh bông sậy lay mà là hoa bắp lay. Cái hình ảnh nó gần gũi và nó cũng rất là mới trong thơ. Như vậy thì nó gần gũi với cái hình ảnh lá ngô lay ở bờ sông vẫn gió, người không thấy về, cái hình ảnh của con thơ của Túc Thông, chứ không phải là con thơ của Bích Khê. Rồi, cái câu sau, hai câu sau, thuyền ai đổ bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Hai câu sau là cái câu hỏi tu từ, thuyền ai đổ bến sông trăng đó. Thế thì từ cái hình ảnh cảnh hoàng hôn buồn, bây giờ chúng ta thấy là chuyển qua cái hình ảnh đêm trăng. Đêm trăng rồi, đây là hoàng hôn tiếng nhạc, rồi đây lại là đêm trăng. Một cái câu hỏi tu từ mà nó gợi một cái vẻ đẹp, nó vừa mới lạ mà cũng là vừa thực vừa mộng, hư ảo nó đang xen với nhau. Cái dòng sông Hương trong cái cảnh thật, dòng sông Hương hồi nãy nó buồn thiêu, nó chảy chậm, cái điệu xì lô buồn, bây giờ nó chuyển sang là lóng lánh lung linh, tràn ngập những ánh trăng. Và hình ảnh sông Hương nó không còn là một cái hình ảnh hiện thực nữa, mà nó có vẻ như đó là một cái hình ảnh hư ảo, hình ảnh như là hình ảnh của sông Ngăn ở trên bầu trời. Sông Ngăn là Hoàng Ngọc Tử cũng có nói đến trong cái thơ, cái bài thơ Chơi Giữa Mùa Trăng. Rồi, dòng sông Hương thì hiện thực, nhưng mà dòng sông này bây giờ nó đã trở thành hư ảo, nó trở thành lãng mạn, nó trở thành mơ mộng, nó trở thành huyền ảo, nó tràn trề cảnh trăng. Và đó chính là dòng sông tâm tưởng, dòng sông trong cái tưởng tượng của nhà thơ.
Và ở đây chính là cái bút pháp là miêu tả cảnh để mà bộc lộ tình cảm, tả cảnh để mà ngụ tình rồi. Và chính vì từ cái mối dây tả cảnh để ngụ tình này, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh đó vui đâu bao giờ, như thơ Nguyễn Du, thì tác giả tưởng tượng ra một cái con thuyền chở tranh về không kịp bến. Tại sao lại về không kịp? Cái từ kịp, cái động từ nó gợi cho một chúng ta một cái gì nó sao xuyến, nó băn khoăn, nó lo lắng, nó khắc khoải, nó chờ mong. Tại sao vậy? Nó gợi một cái nỗi niềm kịp là làm như có cái gì đó cản trở, làm cho cái con thuyền nó không có đi đúng giờ được, bị trễ đi. Cái từ kịp này như cản trở làm cho con thuyền trăng nó bị trễ, không về cái bến sông yêu dấu, cái bến sông thanh thề mặt của nó nữa. Thì đây chính là cái tưởng tượng để nhà thơ thể hiện một cái tâm trạng là vừa đau đớn, vừa khắc khoải, vừa khát khao muốn quay về để thấu vị, nhưng mà hiện tại thì đang trong cái cơn bệnh, bị bớt căn bệnh dày vò, không biết là có về lại được không, về lại thấu vị để thăm cái cô gái thấu vị năm xưa hay không. À, cái từ kiệt này nó lại gần gũi với ca dao xứ Huế, cầu trường tiền sáu vài 12 nhịp. Anh qua không kịp tội lắm em ơi, đêm nằm tấm tức lị nhỏ tuôn rơi, dẫu có xa nhau đi nữa cũng tại ánh trời mà xa. Ở trong câu ca dao thì cái chàng trai nói là về không kịp, cho nên là buồn, là tấm tức lị nhỏ tuôn rơi. Còn ở đây thì cái từ kịp này nó gợi một cái nỗi đau của chính nhà thơ là chưa về lại được thôn vị, và gợi cái nỗi đau là cái cuộc sống, cuộc đời của nhà thơ có thể là không thể nào mà về lại, không thể nào về lại thôn vị nữa. Cái hình ảnh trăng này nè, thì trong thơ Hàm Mặc Tử là Hàm Mặc Tử viết về trăng rất là nhiều. Ví dụ như trong cái bài thơ Bẽn Lẽn thì Hàm Mặc Tử viết là trăng đằng sóng sỏi trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi, trăng gió ngay tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Hay là như vậy thì cái hình ảnh trăng là cái niềm ao ước, nhưng mà trăng trong cái bài Trăng Vàng Trăng Ngọc thì rất là nổi tiếng, được phổ nhạc trong cái bài nhạc Hàm Mặc Tử. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, không bán đoàn viên ước hẹn hò. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, không bán đoàn viên ước hẹn hò. Như vậy là nó khao khát một cái sự đoàn viên, một cái cuộc gặp gỡ. Đoàn viên là gặp lại, hội tụ đoàn tụ gặp lại, cuộc gặp gỡ gặp lại cái người con gái năm xưa này, phải không? Và kết của cái bài Trăng Vàng Trăng Ngọc là có cái câu tôi đã cầu nguyện cho trăng con. Như vậy thì đọc cái bài thơ này mình phải có một cái mối dây liên hệ đến cái bài này, là một cái từ kiệt thể hiện một cái nỗi khắc khoải mong chờ ao ước một cái cuộc đoàn viên, một cuộc hội ngộ. Tuy nhiên cái hoàn cảnh hiện tại của nhà thơ thì khó có thể trở về, hoặc là không thể trở về lại thôn vị. Như vậy thì một cái từ kiệt thôi cũng thể hiện biết bao niềm đau đớn, một cái sự tha thiết gắn kết với cuộc đời, cuộc sống với tình yêu. Đến đây thì chúng ta sẽ làm một cái tiểu kết tóm lại. Ở bốn câu thơ này chính là miêu tả bức tranh phóng cảnh hoàng hôn, và kế đó là cảnh đêm trăng trên dòng sông Hương, vừa đẹp lãng mạn vừa huyền ảo. Và đằng sau cái bức tranh tâm trạng là một cái nỗi niềm khắc khoải đau đớn, một cái khao khát giao cảm với cuộc đời của nhà thơ. Nhắc lại, đó là bức tranh phong cảnh hoàng hôn về đêm trăng trên sông Hương, cảnh hoàng hôn, cảnh đêm trăng trên sông Hương đẹp lãng mạn huyền ảo, và cái nỗi niềm khắc khoải mong chờ, một cái nỗi niềm đau đớn khao khát giao cảm với đời của nhà thơ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái khổ cuối, đó là nỗi niềm thôn vị. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em tánh quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ như cảnh, ai biết tình ai có đậm đà.
Như vậy thì đây là một cái hình ảnh minh họa tượng trưng thôi, cái hình ảnh của cô gái xuyên Huế mặc áo dài trắng mờ ảo trong sương. Mở đầu chúng ta thấy là hình ảnh khách đường xa, phải không? Cái hình ảnh này chính là ai? Câu thơ này muốn nói về tác giả hay nói về nhà, nói về cái cô gái Thu Thủy, Hoàng Thị Kim Cúc. Như vậy thì khách đường xa này là một cái chủ thể trữ tình mà trong sách giáo khoa thì có nói đến cái hình ảnh này, là khẩu thơ này thể hiện một chút hoài nghi, một chút hoài nghi ai biết tình ai có đậm đà. Nhân ảnh là cái hình người, cái bóng người. Như vậy thì khách đường xa này có thể là tác giả nhận mình là vị khách đường xa sẽ trở về lại công vị chủ thể trữ tình, hồi nhớ lại mình khi nhìn cái bưu thiếp thì hồi nhớ lại mình có thể trở về lại công vị, ngắm cái tấm ảnh từ Huế gửi vào của Hoàng Thị Kim Cúc thì hồi nhớ lại và nhìn cái người trong ảnh, và người trong ảnh chính là người trong mộng của mình, phải không? Như vậy thì người trong mộng trong mơ, người trong mộng trong mơ, cho nên mới là mơ khách đường xa, khách đường xa. Nhưng mà vẫn có một cái cách hiểu ngược lại, khách đường xa này có phải chăng là tác giả mơ cái cô gái Huế sẽ là thăm mình, phải không? Là cô gái thông vĩ. Cái điện tử khách đường xa này nó gợi cho một cái nhịp thơ, nó tăng cái nhịp chậm buồn hơn. Mơ khách đường xa, khách đường xa, từ cái điệu chậm buồn ở khổ hai, phiêu diêu ở khổ hai, có chở trăng về kịp tối nay, thì nó tăng lên, nó gấp gáp lên, khách đường xa, khách đường xa, nó nhanh, nó gấp, nó vội vàng, không? Bởi vì không biết là còn sống được nữa hay không, sống được bao lâu nữa đây, không? Nhanh gấp, phiêu bồng, mờ ảo. Tại sao cảnh đây là mờ ảo? Cái nhân vật em, cái nhân vật em, một cái chữ em thôi, nó cụ thể quá cái hình ảnh cô gái trong cái bức tranh, phải không? Bởi vì nhân vật trữ tình là tác giả nhìn vào cái cô gái trong bức tranh, và cái tấm ảnh này nè, nó bị che mờ bởi sương khói, che mờ bởi sương khói. Thay vì trước đây cái khẩu thơ một thì nhìn thẳng là lá trúc che ngang mặt chữ điền, nó không có cái sự ngăn cách bởi sương khói. Cho nên là bây giờ cái hình ảnh cô gái này ở đây sương khói mờ nhãn ảnh, phải không? Áo em trắng quá nhìn không ra, cao em trắng thêm nữa là bị ngăn bởi cái màn sương khói, cho nên là cái màu trắng này nó càng lan tỏ ra, nó làm cho cái người này là vừa cái bức ảnh này là nó vừa thật nhưng mà nó vừa giống như là nó bị hư ảo, nó bị tan biến nhạt nhòa theo cái màu sương khói. Cho nên mặc dù cái chữ em, áo em là nó cụ thể nhưng nó lại là dễ tan nhòa, cụ thể hóa hình ảnh em, nhưng mà hình ảnh em này lập tức bị mờ nhòa vì sương khói nó che đi, và sương khói nó làm cho cái màu trắng nó tan vào cái hình ảnh của em, cũng mang theo sương khói. Như vậy thì ở câu hai này, cái hình ảnh cô gái, cái hình ảnh khách đường xa càng bị nhạt nhòa bởi sương khói mờ nhạt nhòa. Người trong ảnh là tấm của ảnh bị màn sương khói che ngang, bóng ảnh nó bị nhạt nhòa đi, và cái hình ảnh này thì trong cái câu thơ bài Cung Quán Ngâm Khúc đó, ở lớp 10 các em có học Tình Cảnh Lẻ Loi của người Chinh Phụ đó, thì của tác giả Đoàn Thị Điểm, rồi một cái khúc ngâm khác đó là Cung Quán Ngâm Khúc Nguyễn Gia Thiều viết về cái nỗi oán hờn của người cung nữ, thì cũng có miêu tả cái hình ảnh nhân ảnh này, cái quay đứng sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Như vậy thì cái hình ảnh đó nó có vẻ như là nó mờ ảo đi, nó tạo nên một cái sự lạnh lùng,
chữ thờ ơ nào, cái hình ảnh nó tan theo hư ảo, giống như một cái bóng ma xa xôi vậy. À, như vậy thì ở câu thứ hai này, cái đại từ ai trong cái câu hỏi này nó làm cho chúng ta cảm nhận thêm một cái vẻ vừa thật mà vừa ảo, bởi vì ai là vừa khái quát mà vừa cụ thể, kết hợp với câu hỏi của từ để anh nó gợi nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là làm sao biết được cái tình cảm của người xứ Huế, ai này có thể là cô gái Huế và người xứ Huế có đậm đà hay không, hay là dễ tan hay siêu khói. Không biết là cái cô gái thôn Vĩ này có tình cảm đậm đà với nhà thơ hay không. Một cái ý nghĩa trái ngược nữa là cô gái Huế có biết được cái tình cảm của chính nhà thơ dành cho cô gái Huế không, có biết được cái tình cảm đậm đà tha thiết của nhà thơ dành cho cô gái hay không. À, đó là anh đây, anh là khách đường xa dành cho em một cái tình cảm rất là đậm đà tha thiết, mà không biết em có đón nhận hay không. À, em có hiểu hay không. À, cho nên ở câu 3-4 này thì càng hiểu là cái nỗi cô đơn khắc khoải của chính nhà thơ, một cái niềm cô đơn và cũng thể hiện cái tâm hồn tha thiết yêu mến cuộc sống, yêu con người trong cái hoàn cảnh đã dướng bi thương bất hạnh của chính hàng mặt tử. Và sang cái phần tiểu kết, tóm lại trong cái khổ 3 này thì các em cần nhớ được là miêu tả, tiếp tục miêu tả cái cảnh về hình ảnh con người. Tuy nhiên cái bóng dáng người xưa hiện lên thì nó mờ ảo và nó xa dần và cuối cùng là nó mất hút, nó tan lên sương khói. Bóng người xưa hiện lên mờ ảo xa vời trong sương khói và trong nhân ảnh, và thể hiện cái tâm trạng đó là một chút hoài nghi mà trang chiếu một cái tình đời, trang chiếu cái niềm tha thiết với cuộc sống. À, như vậy thì đó là kết thúc của cái khổ 3. Trước khi hết cái khổ 3 thì cái phần tổng kết thì các em nhìn lại tổng thể toàn bài ba khổ thơ, nó lại rời rạc với nhau về cái cảnh bề ngoài. Cảnh bề ngoài rất là rời rạc, cảnh ban mai thôn vị, cảnh hoàng hôn đêm trăng thôn vị, rồi cuối thì hầu như cảnh này là cảnh hư ảo với cái nỗi niềm, đó là cái bức tranh về khách đường xa và cái bức tranh mưu thiếp cái hình ảnh cô gái bị mờ nhòa trong sương. Như vậy thì cái bề ngoài là cái cảnh nó bị rời rạc, nó đứt đoạn, nó đứt khúc, nó không có vào một cái khung nhất định để cho người ta dễ thấy, nhưng mà bên trong đó là cái sự vận động về tâm hồn. Bởi vì thơ của hàng mặt tử để cảm nhận là chúng ta phải hiểu, phải đọc từ cái góc độ là tâm trạng, đó là cái hình ảnh bề ngoài rời rạc nhưng bên trong là cái sự vận động, sự chuyển động về tâm hồn. Thì chuyển động này nó gắn kết chặt chẽ trong cái tứ thơ, đó là cái tâm hồn yêu đời yêu cuộc sống từ cái hình ảnh của thôn vị đó. Như vậy thì khổ một là sự chuyển động, sự chuyển động của cảnh. Cái khổ hai, cảnh cụ thể chuyển động sang khổ hai là cảnh nó bị mệt nhòi đi, nó rời rạc, nó đứt đòn, mệt mỏi. Và khổ ba cuối là dường như cảnh không còn đứng yên nữa mà nó tan theo sương khói. Như vậy thì thời gian là từ sáng tới chiều tới tối, nó không phải là sáng trưa chiều tối. Thời gian của buổi khổ một là buổi sáng, khổ hai là buổi chiều buổi tối, đến khổ ba là có vẻ như trở lại cảnh ban ngày. Cảnh ban ngày ngồi nhìn cái bưu thiếp, hình nhìn nhân ảnh. Như vậy không gian là cụ thể xa xôi và hư ảo, thời gian thì chuyển động, tâm hồn của nhà thơ là vừa ở cõi thực vừa ở cõi mộng, nhưng chủ yếu vẫn là ở cõi mộng. Như vậy thì bên trong cái cấu tứ của bài thơ là một cái tình quê, một cái tình yêu đời yêu cuộc sống, cái tâm trạng qua cái bức tranh phong cảnh, đó chính là cái nét đặc sắc của thi tứ thơ hàng mặt tử. Ở bài này thì theo như cái chuẩn kiến thức kỹ năng là các em cần phải nhớ được cái nghệ thuật. Đầu tiên là nghệ thuật, thì nghệ thuật chính là phong cách của nhà thơ, nhưng mà cái ý tưởng tượng phong phú,
Thứ nhì là nghệ thuật so sánh văn hóa, cái thủ pháp lấy động để mà gợi cảm, sử dụng những phong ở tu tập. Rồi hình ảnh thơ thì sáng tạo hòa quyện giữa thực và ảo. Với tưởng tượng phong phú, chúng ta thấy là từ cái cảnh ban mai ở phong vị, tưởng tượng ra cái cảnh hoàng hôn, tưởng tượng đến đêm trăng, từ cái dòng sông hơi hiện thực, tưởng tượng đến cái dòng sông trăng, dòng sông ngăn trên bầu trời, dòng sông trăng, bến sông trăng, rồi con thuyền chở đầy trăng, cái nghệ thuật so sánh xanh như ngọc, sử dụng đa dạng nghệ thuật so sánh, rồi nghệ thuật sử dụng đa dạng nghệ biện pháp ngôn từ, thứ nhất là nghệ thuật so sánh xanh như ngọc, rồi nhân hóa dòng nước buồn thiêu, gió theo lối gió bay đường quay, cái thủ pháp lấy động để tả tỉnh, cái động là qua bắp lay nhẹ thôi để tả cái khung cảnh tĩnh lặng. Rồi sử dụng cái câu hỏi tu từ, ba khổ thơ đều có ba câu hỏi tu từ thể hiện một nỗi buồn da diết khắc khoải, phải không? Khổ nào cũng có những câu hỏi tu từ. Rồi hình ảnh thơ thì sáng tạo mà hòa quyện giữa thực và ảo đó, hình ảnh sáng tạo, hình ảnh ánh trăng, hình ảnh bức tranh, hình ảnh cái khắc đường xa, hình ảnh xương khói. Rồi đến cái phần mà nội dung ý nghĩa cho bạn thì bài thơ này nói thì cho nó dài, nhưng cái cần phải nhớ cái chuẩn kỹ năng là thứ nhất là tả cái cảnh phong vị, cảnh cái vị đẹp, cảnh cái vị già rất là đẹp, và cái lòng yêu đời ăn sống mãnh liệt của nhà thơ mà đầy hồi khúc của chính nhà thơ. Cái cần phải có thể xem thêm về cái quyển Thi Nhân Việt Nam, ông Hoài Thanh có nói, tôi tưởng tượng là một cái không khung cảnh rất là đau buồn. Theo Hoài Thanh là một cái người ở trong một cái túp lều mà nó rách nát, lấy cái giấy nhật trình, giấy báo che lại, rồi những cái lá thư, những cái bình thư, bao thư để mà che lại, rồi sống thì ăn hàng ngày rất là khó nuốt, bởi vì con người trong cái tình cảnh bệnh tật, tuy nhiên vẫn thể hiện cái tâm hồn khao khát với cuộc đời. Đến cuối đời thì chính nhà thơ không điều khiển được cơ thể của mình, thân thể thì càng ngày nó càng tan rã ra. Cái bệnh mũi bị mọi người cách ly, mọi người ruồng bỏ, rồi cuối cùng thì phải tạ thế. Như vậy thì hiểu được cái hoàn cảnh này, chúng ta mới càng thấy một cái nhà thơ, một cái thi sĩ họ Hàn đáng thương và đáng trân trọng, với một tấm lòng yêu đời, ham sống mãnh liệt và đầy hạnh phúc của nhà thơ. Và cũng chính vì bài thơ này miêu tả là cảnh đẹp của xứ Huế và thể hiện một cái tình cảm tương tư, một cái tình yêu mà trong cuộc đời thì như Xuân Diệu nói, ai lớn lên mà không có thể yêu, làm sao sống được mà không yêu, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Chính vì thế mà cái bài thơ nó đi vào lòng người, đi vào lòng người, bởi vì nó thể hiện một cái nỗi niềm, cái tình cảm riêng tư, cái tình yêu của mỗi người. Như vậy thì bài giảng của thầy đến đây thì cũng kết thúc. Có nhiều khó khăn các em là có thể nhắn tin Zalo, Facebook để thầy trò sẽ trao đổi thêm. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn. Để mà các em hiểu được cái phần tiết 2 là cái khổ thơ 2 và 3 là cái phần tổng kết, thì có một số bài tập vận dụng. Câu 1 chỉ ra những câu hỏi tương tự trong bài thơ và nêu tác dụng. Câu này thì chúng ta sẽ xem bằng toàn bài thì mới trả lời được, phải không? Và dĩ nhiên là trong từng câu thơ là đều có cái câu hỏi tương tự. Dễ thấy nhất đó là khổ 1 là sao anh không về chơi phong vị, khổ 2 là thuyền ai đổ bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp có mang, và khổ 3 là ở đây xin có mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Như vậy tác dụng của nó là gì, tác dụng nghệ thuật là gì, hiệu quả nghệ thuật là gì? Thì hiệu quả nghệ thuật chính là nó đem đến cho người đọc, bởi vì không ở tu từ không phải là dùng để hỏi đáp mà là bộc lộ tình cảm, cho nên thể hiện cái tình cảm của nhà thơ. Đó là cái đối tượng mà nhà thơ muốn hướng đến, một cái tình cảm. Đối tượng hướng đến thì không cụ thể mà chỉ thể hiện cái tình cảm, một cái tâm trạng, một cái nỗi buồn đau, đó là niềm cô đơn khắc khoải,
và cái tình yêu đời, yêu cuộc sống thôi. À, và cái niềm khao khát giao cảm cuộc đời. Sang câu 2 thì hoàn cảnh sáng tác và nội dung bài thơ gợi cho anh chị cảm nghĩ gì? Như cái phần nội dung hồi nãy thầy có nói, mình hiểu được bài thơ thì mình phải đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của nhà thơ, cũng hiểu người khác, đồng cảm, chia sẻ thì mình thấy được hoàn cảnh của Hoàng Mạc Tử năm 1940, 11 ngày 11 tháng 11 1940 thì ông qua đời, bài thơ là khoảng 1938. Cho nên là cái hoàn cảnh này thì bệnh tật dày vò, mà có người này vẫn thiết tha sống, thiết tha giao cảm với cuộc đời là một điều rất là đáng quý. Cho nên nội dung bài thơ thì nó buồn mà nó thấm thiết cái tình đời, tình người, bởi vì nó sáng tác trong hoàn cảnh tối tăm, tuyệt vọng, cái hoàn cảnh bi thương, bệnh tật của nhà thơ, trong hoàn cảnh là ám ảnh cái chết. Và một cái điều đáng nói nữa là trước cái hoàn cảnh bệnh tật như vậy, nhưng mà con người này vẫn sáng tác những cái bằng thơ tuyệt tác như thế. Điều đó khiến cho người đọc càng cảm thấy là thương xót, cảm thông hơn số phận của ông, rồi cảm phục một cái con người làm việc bằng tài năng, bằng nghị lực phi thường, phải nói là nghị lực phi thường, để vượt qua cái hoàn cảnh nghiệt ngã. Câu số 3, đây là bài thơ về tình yêu hay là về tình quê? Vì sao bài thơ diễn tả tâm trạng riêng của nhà thơ lại tạo được sự cộng hưởng rộng rãi và lâu bền trong tâm hồn các thế hệ bạn đọc? Dĩ nhiên là các em cũng biết là có cả tình yêu và tình quê. Cho nên là gợi ý cho các em là trước hết đây là một cái bài thơ tình yêu xuyên qua cái xương khói hư ảo của tình yêu. Đó là một cái nỗi lòng tương tư, một tình yêu mộng mơ và một cái tình quê, tình yêu quê, làng cảnh xứ Huế, thôn vị, tình yêu tha thiết và đồng thấm đối với đất nước, đối với quê hương. Và một cái tình cảm nữa, chính vì chỗ tình quê, tình yêu nó gắn kết nên là bài thơ này nó khơi gợi cái tình cảm chung của mọi người và nó vẫn còn mãi trong lòng của người đọc, không? Bởi vì bài thơ khơi gợi được cái tình cảm chung với nhiều người như thế, nó cho dù nó diễn tả tâm trạng riêng của nhà thơ nhưng vẫn tạo được sự cộng hưởng rộng rãi và lâu bền trong tâm hồn các thế hệ bạn đọc. Và cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào tạm biệt.